Chào các bạn khán giả của chương trình Inside Serin. Hôm nay Hà sẽ đến với mọi người cái tip số 20, 28 thì phải, tip số 28. Nó liên quan tới cái chủ đề là làm sao cho chúng ta có thể tăng được cái tính sáng tạo của chúng ta thông qua thực hành những cái tip như vậy. Thì cái tip lần này nó cũng rất là đơn giản, nhưng đều đòi hỏi các bạn phải đầu tư một chút. Tức là thay vì để cho cái phòng mình rất là sáng, hãy thay nó bằng những cái bóng đèn nó mờ hơn một chút. Đó. Vì trong cái môi trường mà nó ánh sáng nó không có quá sáng á, nó sẽ không có làm cho chúng ta nó thoải mái, không có thoải mái về trong cái suy nghĩ của mình, không có thoải mái về trong cái làm việc, lúc mình làm việc không thoải mái, về ngay cả con mắt mình nó cũng sẽ không thoải mái trong cái quá trình nó nhìn những vật xung quanh của nó. Nhưng trong cái không thoải mái đó thì nó lại tạo ra những cái chemical reaction, là những cái phản ứng hóa học ở trong não của mình, đã bắt não trái và não phải mình phải hoạt lúc, và những cái hoạt động như vậy ấy, thì nó sẽ tạo dựng ra được những cái nó sẽ kích hoạt được những cái khoảnh khắc là có thể tăng được cái tính sáng tạo của mình. Ở trong cái môi trường đó thường xuyên thì cái tính creativity của mình vô tình nó lại phát triển cao hơn rất là nhiều. Cho nên á, suggest á, là hãy sử dụng ánh sáng tự nhiên nếu có thể, thay vì dùng ánh sáng ban ngày, ánh sáng đèn trong nhà. Và nếu mà chúng ta dùng ánh sáng đèn trong nhà nhiều á, thì hãy để cho cái nó tối hơn một chút so với bình thường vậy nhé. Tạm biệt các bạn.